Nói đọc thật, botulism, clostridium botulinum là một trong những loại clostridia gây bệnh ở người nhưng nguy hiểm đến tính mạng. Nhiễm botulism là một bệnh lý hiếm gặp, xảy ra khi độc tố botulinum lan ra đường máu và gây ảnh hưởng không hồi phục phóng acetylcholine ở các mốc thần kinh ngoại vi. Nhiễm botulism là một cấp cứu nội khoa, đôi khi là trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng. Clostridium botulinum tạo ra 8 loại kháng nguyên gây độc tố thần kinh khác nhau từ tiếp A đến tiếp H. Nằm trong số độc tố ảnh hưởng đến con người, đó độc tố A, B, E là thường gặp và hiếm gặp là độc tố F và H. Độc tố botulinum tiếp A và tiếp B là các protein gây độc cao có khả năng phân hủy axit có dịch dạ dày và các phân tử phân hủy protein. Khoảng 50% các đợt dịch bùng phát ở Hoa Kỳ là do độc tố tiếp A. Tiếp theo là độc tố tiếp B và E. Những độc tố tiếp A thường xảy ra ở phía tây của sông Mississippi. Tiếp B thì ở phía đông của các bang. Tiếp E thì ở Alaska và khu vực Great Lakes. Tiếp E thì thường liên quan đến những sản phẩm ăn từ cá. Tiếp H là độc tố mạnh nhất được biết đến. Sự hình thành nhiễm botulism trong cơ thể xảy ra các dạng sau: nhiễm độc tố botulism ở vết thương, nhiễm độc ở trẻ sơ sinh, nhiễm độc ở ruột ở người trưởng thành. Trong nhiễm độc ở vết thương, độc tố thần kinh neurotoxin được tạo thành ở vết thương. Trong nhiễm độc ở trẻ sơ sinh và người trưởng thành từ ruột, các độc tố được tạo thành ở đường tiêu hóa. Nhiễm độc tố ở ruột ở người trưởng thành thường xảy ra ở những người bị suy giảm sức đề kháng. Đó là sự hình thành cái độc tố trong cơ thể. Còn nếu mà nhiễm độc thần kinh có sẵn thì gây ra các thể bệnh sau: bệnh ngộ độc về thực phẩm, nhiễm botulism từ thầy thuốc, hít phải botulism. Trong ngộ độc thực phẩm, độc tố thần kinh có sẵn trong thực phẩm bị ô nhiễm khi ăn. Trong nhiễm botulism ở thầy thuốc do mắc phải độc tố A khi tiêm trị liệu làm đẹp để tránh căng cơ quá mức. Nhiễm độc xảy ra khi tiêm mỹ phẩm với độc tố botulinum có thể xảy ra nhưng mà rất hiếm. Trong hít thở phải botulism, chất độc ở dạng khí dung được sử dụng vô tình hay là cố ý như là một vũ khí sinh học. Độc tố dạng khí không xảy ra trong tự nhiên. Bao tử Clostridium botulinum thì có khả năng chịu nhiệt cao và có thể sống sót trong vài giờ ở 100 độ C. Tuy nhiên, khi tiếp xúc ở 120 độ C trong vòng 30 phút thì các bao tử sẽ bị tiêu diệt. Mặt khác, các độc tố dễ bị phá hủy khi đun ở 80 độ C trong vòng 30 phút. Nó thì an toàn để tránh ngộ độc Clostridium botulinum. Về nguồn độc tố thì như thế nào? Nguồn độc tố phải kể là thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là thức ăn có độ pH thấp, pH lớn hơn 4,5 là nguồn gốc nhiễm độc tố phổ biến nhất. Thực phẩm chế biến thương mại thì có liên quan đến khoảng 10% vụ bùng phát. Rau cải thường không phải là cà chua, cá, trái cây và gia vị là phương tiện truyền bệnh phổ biến nhất. Thịt bò và các sản phẩm từ sữa, thịt lợn, gia cầm và các loại thực phẩm khác cũng có thể gây bệnh. Trong các vụ dịch bùng phát xảy ra do hải sản thì tiếp E xảy ra khoảng 50%, các tiếp A và B thì chiếm 50% còn lại. Trong các năm gần đây thì những thực phẩm không đóng hộp như là khoai tây nướng, tỏi lọc nhỏ, chiên dầu, bánh mì sandwich, kẹp thịt đã gây ra các ổ dịch liên quan đến nhà hàng. Đôi khi độc tố hấp thụ qua mắt và vào da trên vết thương hở. Những trường hợp như vậy thì thường gây ra bệnh lý nghiêm trọng. Nếu mà bào tử Clostridium botulinum mà ở trong môi trường thường những trẻ sơ sinh bị ngộ độc do ăn phải bào tử, đặc biệt là ăn mật ong. Các bào tử cũng có thể xâm nhập vào cơ thể qua kim tiêm không vô trùng. Những vết thương có thể nhiễm botulism. Tiêm heroin đen bị nhiễm bẩn vào cơ thể, vào cơ và vào dưới da là nguy cơ nhiễm rất cao. Nó có thể gây hoại tử sinh hơi như là botulism. Nếu mà độc tố botulinum xâm nhập vào máu thì nó sẽ gây ra ngộ độc bất cứ lan truyền theo đường nào, đường ăn uống, đường da, đường tiêm, vân vân. Triệu chứng và dấu hiệu của ngộ độc botulism như thế nào? Các triệu chứng và dấu hiệu bao gồm:
khô miệng, nhìn mờ, nhìn đời, vì mi mắt nói lắp bắp, khó nuốt, phản xạ ánh sáng hoàn toàn giảm hoặc là mất. Khó nuốt có thể dẫn đến viêm phổi hít do sặc. Các triệu chứng thần kinh điển hình nhất là bị ảnh hưởng đối xứng hai bên, bắt đầu với liệt dây thần kinh sọ, sau đó yếu dần đi, có thể bị liệt. Bệnh nhân hoàn toàn không có rối loạn cảm giác, cảm giác nông sâu, nóng lạnh gì đó đều có nhận biết được. Bệnh nhân yếu dần từ ngọn chi đến thân mình và yếu về cơ hấp. Bệnh nhân thường không sốt, mạch bình thường hoặc là hơi chậm, trừ khi có nhiễm trùng thì sốt thì nhiệt độ tăng. Khi sốt tăng 1 độ C thì mạch có thể tăng lên huyết nhiệt. Triệu chứng táo bón là phổ biến nhất xảy ra sau khi bị yếu liệt, có thể do nằm lâu, có thể do nhu động ruột kém. Và các biến chứng của nhiễm botulism như thế nào? Bệnh nhân có thể bị siêu hấp do bị liệt cơ hoành, sau đó là nhiễm trùng cơ hội, nhiễm trùng bệnh viện hoặc là nhiễm trùng liên quan. Về bệnh ngộ độc thực phẩm thì như thế nào? Các triệu chứng thường bắt đầu đột ngột, thường từ 18 đến 36 giờ sau khi ăn phải độc tố. Thời gian ủ bệnh có thể từ 4 đến 8 giờ đồng hồ. Buồn nôn, nôn, đau thắt bụng, tiêu chảy thường xảy ra trước khi có biểu hiện về bệnh lý thần kinh. Nếu mà bệnh nhịp đập vết thương, bệnh biểu hiện lâm sàng giống như là ngộ độc thực phẩm nhưng không có triệu chứng liên quan đến ăn uống, đường tiêu hóa hoặc là thức ăn. Thực sự bệnh nhân thì có chấn thương, có tim sâu, đặc biệt là tiêm chích bất hợp pháp trong vòng 2 tuần thì có thể gợi ý cho một chẩn đoán bệnh do nhiễm độc vết thương. Về chẩn đoán ngộ độc botulism thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ xét nghiệm tiền độc tố. Đôi khi nếu có yếu liệt cần phải đo tiền điện cơ. Ngộ độc botulism có thể bị chẩn đoán lầm với những bệnh tương tự khác như là hội chứng Guillain-Barré, bị bại liệt, bị đột quỵ, bị nhược cơ, nhiễm độc kim loại nặng, ngộ độc Cobra hoặc là ngộ độc alkaloid Benadona. Trong trường hợp ngộ độc thực phẩm thì trạng thái rối loạn thần cơ và nguồn thức ăn đã ăn phải là những gợi ý rất là quan trọng để chẩn đoán. Việc xuất hiện đồng thời bệnh do hai người cùng ăn trở lên thì rất là gợi ý để chẩn đoán do ngộ độc thực phẩm. Người thầy thuốc sẽ xác định bằng cách xét nghiệm độc tố Clostridium botulinum trong huyết thanh hoặc là trong phân. Trong vết thương nhiễm botulism thì có thể tìm thấy độc tố này trong huyết thanh hoặc là cô lập được vi khuẩn Clostridium botulinum trong môi trường im khí của vết thương. Đó là bằng chứng chẩn đoán xác định. Các xét nghiệm độc tố chỉ được chỉ định bởi các phòng xét nghiệm nhất định và được đặt thông qua y tế địa phương hoặc là CDC. Về điều trị nhiễm độc botulism thì gồm có điều trị hỗ trợ và điều trị kháng độc tố heptavalent. Khi tiếp xúc với thực phẩm bị nhiễm bẩn thì phải được theo dõi cẩn thận, điều trị bằng than hoạt tính thì hữu ích. Nếu mà triệu chứng nặng thì cho uống than hoạt tính phải cẩn thận, nếu không thì chúng ta đặt cái sóc dạ dày cho than hoạt tính vào để chống tình trạng nôn mửa ảnh hưởng đến đường hô hấp hít phải. Nếu mà siêu hấp nặng thì cần phải đưa bệnh nhân đến một cơ sở y tế có đơn vị hồi sức cấp cứu để sẵn sàng đặt nội khí quản hoặc là cho thở máy. Nhờ các điều trị này thì cái tỷ lệ tử vong giảm xuống dưới 10%. Về đặt sông dạ dày là phương pháp được ưa chuộng nhất vì đơn giản quá việc cung cấp calorie cho bệnh nhân và phải đặt sông và kiểm tra được lượng dịch đưa vào. Và đặt sông thì cũng kích thích được nhu động ruột để mà tăng cái nhu động ruột, tăng thải trừ Clostridium botulinum từ ruột. Và đặt xong cũng có thể là bơm sữa mẹ vào cho trẻ sơ sinh. Đặt xong thì cũng tránh được tình trạng nhiễm trùng mắc phải do truyền dịch nuôi ăn được đến mặt. Bệnh nhân bị nhiễm độc vết thương do botulism thì vết thương cần phải được sát trùng sạch sẽ và cho kháng sinh không ảnh hưởng đến đường ruột như là penicillin hoặc là metronidazole. Về thuốc kháng độc tố, một loại kháng độc tố gồm 7 giá thể thay thế cho loại 3 giá thể được sản xuất từ huyết thanh ngựa, từ A đến G, có ở Mỹ.
Thuốc kháng độc tố thì không có tác dụng trung hòa độc tố, nhưng mà có thể làm chậm hoặc là ngăn chặn bệnh diễn tiến nặng hơn. Ở bệnh nhân bị ngộ độc do nhiễm trùng vết thương thì kháng độc tố có thể làm giảm các biến chứng và tỷ lệ tử vong. Thuốc kháng độc tố thì cần được dùng càng sớm càng tốt sau khi được chẩn đoán lâm sàng và không cần phải trì hoãn chờ kết quả xét nghiệm đưa về. Thuốc kháng độc tố thường sẽ không có tác dụng nhiều khi mà dùng trên 72 tiếng đồng hồ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Một lọ kháng độc tố 20 ml hoặc là 50 ml của chất kháng độc tố 7 giá thể thì được pha loãng 1/10 và được chuyển chậm lưu lượng và tốc độ truyền thì phải chỉnh tùy theo lứa tuổi và ở trẻ sơ sinh. Tất cả các bệnh nhân dùng thuốc kháng độc tố thì phải báo cáo với cơ quan y tế nhà nước, sau đó yêu cầu cấp kháng độc tố từ CDC vì đây là nguồn cung cấp duy nhất để tránh lạm dụng. Về phòng ngừa bệnh nhiễm botulinum thì như thế nào? Ngay cả khi nhiễm Clostridium botulinum trong vòng vài phút cũng có thể gây một cái bệnh cảnh nghiêm trọng. Vì vậy, khi nghi ngờ những vật có chứa độc tố Clostridium botulinum thì cần phải xử lý đặc biệt. Chất Tocilizumab thì có sẵn để tiêm chủng cho những người thường xuyên tiếp xúc với độc tố Clostridium botulinum hoặc là độc tố của vi khuẩn. Việc đóng hộp đúng quy cách và đun đủ cái độ nóng thức ăn đóng hộp trước khi ăn cũng là một cách phòng ngừa rất cần thiết. Các loại thực phẩm đóng hộp có dấu hiệu hư hỏng, các nắp bị nở phồng lên hoặc là bị rò rỉ thì nên hủy bỏ, không nên ăn. Tóm lại, nhiễm độc botulism có thể phát triển từ việc ăn thực phẩm bị nhiễm độc, từ những sản phẩm độc tố sản sinh từ vết thương hoặc là ở trẻ sơ sinh ăn phải bào tử Clostridium botulinum xâm nhập vào đường ruột. Nhiễm độc tố botulism có thể do con người tạo ra vì lý do thẩm mỹ, chích để mà làm đẹp, chống thịt căng cơ, để chống nhăn da, hoặc là nhiễm Clostridium do hít phải khi dùng độc tố botulism, ngăn chặn sự phóng thích acetylcholine ở đầu múc dây thần kinh tận cùng và gây ra liệt mềm đối xứng hai bên, liệt từ từ mà khởi đầu từ liệt dây thần kinh sọ. Về cảm giác thì không bị ảnh hưởng. Khi mà đun nấu bằng nhiệt độ thì có thể diệt được độc tố botulinum botulinum nhưng mà không diệt được bào tử. Để chẩn đoán xác định thì phải xét nghiệm độc tố. Những chất kháng độc tố từ huyết thanh ngựa thì được cung cấp bởi cơ quan CDC thông qua đơn vị y tế của bạn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới video. Nếu thấy hay hãy like, share cho mọi người cũng biết. Đặc biệt đăng ký kênh, subscribe để đón nhận nhiều video tiếp theo. Xin chào.